Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng đã quay trở lại kênh YouTube của hàng nhà bác giá rẻ. YouTube của clip ngày hôm nay em lên cho bác một em quạt nhé. Quạt của Panasonic. Hàng con quạt này là quạt xuất châu Âu nhé. Đấy, quạt cổ cao cánh cao này các bác này. Đấy. Các bác nhìn kỹ cho em với, con này tương đối là đẹp nhé. Đấy. Con này là cánh nhôm. Cánh là cánh nhôm nhưng mà nó được xin lỗi các bạn ở cái đâu? Cánh nhôm nhưng được mạ màu đồng nhé. Đây là cái màu sơn nguyên bản của nó đây. Thì đây là các bác nhìn kỹ đấy. Đấy. Đây là hàng xuất châu Âu ấy, thế nên là nó điện vẫn là điện, các bác dùng điện Việt Nam mình thoải mái nhé. Hai đây này, hàng xuất châu Âu, các bác nhìn kỹ này, đây đều lên nét đó, 220 này, 240 này, đấy, vôn, công suất của nó là 47 đến 54 w nhé, tại xả cánh nó là 40 cm nhé, đấy, Panasonic này, Pang này, hàng đây là hàng xuất châu này đây, có nhìn này, Osaka này, Osaka Japan nhé. Đây có nhìn kỹ chưa em, Osaka Japan này. Đấy. Con này thì thằng tương đối đẹp đây các bác, những cái lồng quạt của nó còn đẹp nguyên là những cái này thì không phải, những cái vết này thì thoải mái nhá. Đây, cái lồng quạt cánh rất đều nhá. Cánh quạt đều này. Đấy, cánh quạt thì tương đối là đều. Đấy. Cao nhá mà rất là nặng nhá. Đây các bác này, con này nhựa này. Nhựa nhá nhưng bên dưới nó là cả sắt nhá. Để bật cho các bác xem. Số này, số 3 này. Các bác nghe nhé. Rất là êm nhé. Đấy, quạt rất là êm này. Êm, rất là êm nhé. Không biết các bác quạt điện thoại như nào nhưng nghe rất là êm nhé. Số 3 này. Đấy, số 2 này. Quạt cánh cao nhé. Số 1 này. Đấy. Nghe nó rất là êm nhé này. Con này có cả hiện giờ này. Đấy, 1 giờ này. Tắt nhé. 1 giờ này, 2 giờ này và 3 4 5 6 giờ nhá. Đấy, đây là hàng xuất châu Âu nên các bác bật. Đây là hàng xuất châu Âu, thế nên là các bác cắm điện nhà mình thoải mái nhá. Đấy. Osaka Japan đấy. Con này tương đối là nặng. Cái chân đế tương đối là nặng này. Đây các bác để em đỡ các bác xem cái chân đế này. Ôi trời ơi. Đây. Đây các bác nhá. Đấy. Tương đối là ok đấy. Đây con ốc của những con ốc của nó vẫn còn nguyên mới tinh luôn này. Con nó nhìn vẫn còn nguyên luôn này. Đấy. Đây cái tem của nó đây. Các này tem của nó seri này. 66100400 nhá. Đây, số seri cũng tương đối là đẹp. Hàng nguyên bản luôn đấy, chưa qua cái gì cả. Đấy. Đấy. Thì con này em bán với giá là 4 triệu rưỡi các bác nhé. Cổ cao nhé. Con này cao này. Con này cao tầm ngang người em rơi tầm 1m3. Thì em không biết nó rút được không ấy. Em rút thử xem rút được không. Hình như là một tay. Nhớ được một tay em hơi khó. Hình như vặn ra là rút được. Đây này. À đúng là rút được các bác nhé. Đây là open. Các bác nhìn kỹ cho em. Đây cái từ này. Đấy cái từ lốc. Và lốc và gì ta. Đấy. Xoáy ra để mở nhé, để nâng lên này. Đấy, nâng được em nhé. Đây, để em nâng hết cỡ đi. Đây coi nhá. Đây nhá. Tay em vừa nâng hết cỡ cái màu về cái vệt nó đây. Nó hết cỡ lên nó rơi vào khoảng tầm được 20 trên 25 phân coi nhá. Chắc gần 30 phân đấy. Đây. Nó cao lên. Này tầm được 1,5 m nhá, ngang mũi em tầm 1,5 m các bác nhá. Đấy. Cao lên bao nhiêu luôn. Đấy, thì con này em bán ra là 4 triệu rưỡi các bác nhé. 4 triệu rưỡi. Bác nào yêu thích em nó thì alo cho em nhé. 0983 39755 giúp em nhé. Đấy. Thì em lại giới thiệu thêm cái quạt này nhé. Quạt này là cũng là quạt của đây. Quạt này cũng là quạt nhưng mà quạt nhựa đấy các bác nhé. Quạt nhựa của Techcom đấy. Con này cũng của Nhật nhé. Đấy, Nhật này. Điện con này thì điện 100 nhé. Bác nào muốn lên 220 vui. Lên 220 thì bác cộng cho em thêm 100.000 nữa. Đấy. Đây con này thì còn là đây là hàng mới tinh nhá. Đây hàng mới tinh nguyên hộp nó đây, nguyên hộp đi em. Là mấy này em bán được mấy con rồi thì các bác nào mà chưa xem video của em mà chưa biết thì các bác có thể đặt thêm nhá. Đây là hàng mới tinh cổ cao. Đây còn nguyên hộp này, đây còn nguyên tem này. Đấy thì con này là điện một đây các bác xem tem mát đây. Đây nhá, con này là 100 đây, 100 volt đấy nhá, 37 đến 39 w nhá. Đấy, con này thì em bán với giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu chưa bao gồm
1,5 triệu nhé. Bác nào chuyển khoản em bao ship nhé. Còn bác nào mua lên 220 thì các bác cộng thêm em thêm 100.000 nữa nhé. Đấy. Thì thôi clip em xin kết thúc tại đây nhé. Bác xem thấy hay thì cho em xin một like, một chia sẻ với kênh nhé. Em chào các bác, em hẹn các bác ở clip tiếp theo.